Clip này mà test cho các bác đôi loa đến từ nước Đức ạ. À, đây là một đôi loa nó thích hợp cho những căn phòng tầm khoảng độ 25 mét vuông đổ lại. À, đôi loa này là đôi loa đến từ nước Đức, nó thiết kế theo kiểu hình dẹt. Nhưng chút nữa em sẽ cho các bác nghe xem. Con này nó em đấu dây kiểu này các bác nhé. Dây bạn. Đây ạ. Đôi loa còn zin, tất cả zin của Đức luôn. Zin hết của Đức luôn ạ. À? Đấy, made in Germany. Pop box LK2200. Made in Germany tất luôn thôi nhé. Bên này cũng vậy. Đấy. Các bác đeo tai nghe của em. Đối với dòng loa Đức thì không thể. Tất cả những mặt hàng của Đức chứ không phải nói gì riêng loa. Tất cả những mặt hàng của Đức thì họ thiết kế cái thứ nhất là độ bền bỉ nó quá quá hay này. Không thể nói đến cái độ đẳng cấp về thông minh hay chất. Em không hiểu tại sao cái khoảng cách này, cái độ dày của nó chỉ tầm khoảng độ 11 phân, 10 đến 11 phân mà tại sao chất âm chất bát ở đâu nó dài. Và đằng trước này là chỉ có hai con loa nhé. Con bát này nó xem nào. Con bát này nó chỉ tầm 18, 16 đến 18. Đây còn tép nữa. Và em đang đánh con âm đi đèn này. Âm đi đèn này. Không biết chất bát ở đâu ra. Bên này cũng vậy. Hai cái căng này có là căn cước này. Đấy, căn cước của zin. Căn cước của zin. Căn cước phía dưới này hơi bạc. Đấy, zin hết. Nó zin chất zin hết cho bác. Cực kỳ nặng. À, những đôi loa này, cái căn cước này bây giờ các bác thích bọc cước nào thì bọc, thích bọc lưới nào thì bọc, đơn giản 200.000 xong hết. Nhưng em bán hàng nên cứ để zin cho bác thế. À, đôi loa này có mức giá là 3 triệu 9. À, chiếc âm ly đèn này cũng 3 triệu 9. Sau đây mời các bác đeo tai nghe vào thẩm âm đôi này hộ em. Phải nói là lên tay phê rồi đấy. Nhìn chót chót thế thôi nhưng căn phòng của em 170 mét vuông, gần xích xoát 170 mét vuông. Em cắm dùng vẫn dây bình thường nhé. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa, từng đêm mưa, mưa lạnh từng ngón sương mù. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh cành thênh thang chín về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng. Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vợi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân háo gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi. Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người, nghe xót xa hàn lên tuổi trời. Trẻ thơ ơi,
tiếng buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người. Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vợi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân háo gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi. Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người, nghe xót xa hằn lên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang đậm kiếp người. Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp. Em nói luôn một câu là bộ này nó chất âm của nó phải vượt gấp 3 tầm tiền, không phải là vượt gấp đôi nữa. À, đôi loa mức giá 3,9 triệu, chiếc âm đi đèn này cũng có mức giá 3,9 triệu. Cả bộ là nếu bắt đầu lấy cả bộ em lấy 7,5 triệu. Cả bộ của nó là 7,8 triệu đúng không ạ? 3,9 3,9 là gọi là 40-40 là 8 triệu trừ đi 278. Bắt đầu lấy cả bộ em để cho 7,5 triệu. Đấy là 7,5 triệu là mức tối đa rồi bác ạ. Đây là loa đức đấy chứ không phải loa vớ vẩn, không thể chê nổi về chất âm. Em khẳng định luôn là nó phải gấp, nếu mà so với tiền, so với chất âm bác đang đáp ứng cho bác thì nó phải gấp đôi gấp ba trở lần trở lên. Bộ này bác nào lấy cả bộ lấy 7,5 triệu, còn âm ly 3,9 triệu, loa 3,9 triệu. Cảm ơn các bác.